Hello, xin chào bạn, chào mừng quay trở lại với channel của mình là trưởng sở bớm, ấy là hoạn trưởng sở ta đây, ok. Rồi, sau bao nhiêu ngày gọi là nầm gai nếm mật anh em ạ, vắng tay như cái chùa bà đanh, thì hôm nay trưởng tiếp tục quay trở lại làm clip anh em. Và đây là cái chế độ bóng đá anh em ạ, một chế độ vô cùng vui nhộn anh em ơi. Đấy, thì có rất là nhiều anh em hỏi tại sao mà thằng này mãi nó không ra clip anh em ạ. Đó, một câu trả lời đơn giản thôi, mình gọi là hỏng máy điện thoại anh em ạ. Đấy, tôi đã phải gom một mùa khoai sọ của tôi anh em ạ. Đó, một tháng ăn mì tôm để có thể gọi là mua được cái máy mới anh em ạ. Và đây là trận đấu đầu tiên. Đó, đầu tiên tiền đâu anh em ơi. Rồi, như vậy là đội hình ra sân của mình ngày hôm nay gồm có các thí sinh tham gia như sau. Thí sinh thứ nhất, Lumbua, Giòn, Nò Bé Linh chơi. Đó, thí sinh thứ hai, Toro, MSG, NTL chơi. Và thí sinh thứ ba đó chính là Gà Siêu Quậy Zip do trưởng sở bấm chơi. Đó, thật sự là mình nhớ anh em vãi cả trưởng ra. Đó, chỉ biết gọi là vắt tay lên trán thôi, ngắm nhìn cái chiếc điện thoại nó bị vỡ. Đó, nó rơi từ tầng 3 xuống tầng 2, năn từ tầng 2 xuống tầng 1. Cái đậu xanh rau má nó nát tanh anh em ạ, nó nát tanh không còn một cái gì. Cho nên là méo có điện thoại mà làm clip luôn. Ok, rồi thì thật sự là mình nhớ anh em quá anh em ạ. Cho nên là đấy đã phải dồn hết tâm huyết để có thể cải thiện được cái gọi là máy mới nha anh em. Đó rồi, không biết là cái trận đấu này ra sao đây. Như vậy là chuẩn bị vào trận đấu rồi. Đó, chỉ còn ít phút nữa thôi là cái trận đấu bóng đá anh em ạ. Đó, mình rất là lâu rồi mình không chơi cái chế độ này. Đó, theo sự nghiên cứu của khoa học chứng minh lâm sàng là cái mát này rất là vui. Ok, như vậy là chào mừng em đã quay trở lại với sân động, phần sân vận động sát bờ sông. Cái gì vậy? Tôi vừa mới chào mừng anh em mà Toro đã ghi bàn rồi. Cái đầu xanh em ạ. Rồi, nào, Lumbua đang tạt bóng lên và đây là bóng. Bóng đang vào lưới, mình đang lên, mình đang ghi bàn. Trời đất ơi, chọc mù mắt tôi đi, tôi không thể tin vào người mắt mình nữa các bạn. Rồi luôn. Đó, tiếp tục là bóng đi đến đâu là người bâu đến đấy. Toro, không, mình ghi bàn này các bạn. Thật là tiếc cho Toro. Đó, không biết là trận đấu này là gà siêu quậy của chúng ta ra sẽ ra sao đây. Toro, trời ơi, ngăn cản bóng kịp thời đến từ team bạn. Rồi, tiếp tục là những màn húc. Toro, à không, go. Lumbua các bạn. Đó. Đó, bình luận viên như cái con quẹ. Trời đất ơi, đậu xanh em ơi. Rồi, tiếp tục là những màn tạt bóng. Toro, cố lên Toro. Rồi, Toro đang hút. Và bóng đã vào lưới rồi. Trời đất ơi, double goal anh em ơi. Đó, vài phút trôi qua thôi, nhưng mà là team mình đã ăn được 5 mạng rồi. Quá tuyệt vời của mặt trời. Rồi, Lumbua đang đẩy bóng lên. Toro tốc biến, trời đất ơi. Đó, hat trick cho Toro rồi. Đó, mặc dù anh ấy là bò, nhưng mà anh ấy sẵn sàng đó vì nước hy sinh, vì gọi là trận bóng đá mà cống hiến anh em ạ. Rồi luôn, không thể tin nổi. Đó, Nacot đã bay lên và không biết là có thủ môn không. Đó, Azi đã ghi bàn, quá là tuyệt vời. Vãi cả trưởng luôn anh em ạ. Thì thật sự là cái con Zip này nó hơi tù tùng anh em ạ. Cho nên là không có cái chiêu nào để chạy luôn. Ui, Toro, trời đất ơi, Toro. Đó, có vẻ như là cái mắt tôi nó hơi bị mờ anh em ạ. Chưa nhìn thấy gọi là bàn chân vàng đây đâu. Rồi, tiếp tục là mega goal cho Toro anh em ạ. Đó, chúng ta cùng hô to khẩu lệnh Toro nào. Đối, thật sự là cái mát này vô cùng vui luôn. Ui kìa Toro, trời đất ơi, mẹ tạt bóng lên mà cuối cùng ông sượt chân cài ông ghi bàn anh em ạ. Hề luôn. Đó, hên vãi cả trưởng ra. Đó, đen thôi đỏ quên đi. Tiếp tục là Toro, anh ta là cân 5, à quên cân 2. Trời ơi, Nacot thì múa ulti. Đó, như khá bảnh vậy rồi luôn. Tạt bóng lên, Toro đâu? Ulti này sẽ tăng cướp bóng và Toro. Đó, tiếp tục. Đó, không, phản lưới anh em ạ, phản lưới nha. Nhưng mà vẫn được tính là bàn thắng nha anh em. Đó, cái map này chưa chi đã 10 mạng rồi. À quên 10 bàn thắng rồi. Tiếp tục Toro, cố lên cho con đã bự. Toro đâu? Hay quá. Hexagon rồi. Mẹ, trận đấu này Toro như hack vậy anh em ạ. Đúng là thánh vét máng của năm. Ok. Rồi, tiếp tục Toro ơi, mình làm choáng đi à, Toro đâu? Cố lên cho con đã bự nào. Rồi, Toro cần hết anh em ạ. Toro đang răn bóng. Toro tiếp tục ghi bàn rồi. Với má trái nha anh em. Đó, tem bạn là không thể cản phá được. Đó, với những cái cú sút của Toro nặng hàng kilogram. Úi dồi, nặng hàng tấn anh em ạ. Hexagon rồi. Vãi cả trường luôn. Bá đạo quá. 13 mạng rồi. Trời ơi, sao tôi không có cái ma pha nào vậy? Tè luôn, từ nãy giờ tôi chưa được đặt chân vào bóng. Xe tăng cái bóng. And... Ủa, cái thằng Toro này. Cái đậu xanh dâu mà anh em ạ. Cái đậu phộng, đậu đen, đậu hũ thối. Đúng là thánh vét của năm rồi. Vâng, mình vừa hỏi anh ta có phải là thánh vét không. Anh ta trả lời đúng rồi. Nhưng mà thánh vét mắng nợ nha anh em. Đậu phụ thối các bạn. Rồi, tiếp tục nào. Quả tạ 7kg đã phản lưới nha. À không, tiếp tục là Toro nha bạn. Tôi không còn gì để mà nói nữa. Toro quá bá đạo. Toro mẹ mày thề luôn. Làm sao tiếp tục là Toro. Trời ơi,
Thề luôn anh em ạ, cái tốc độ bạn ghi mạng còn nhanh hơn cả tốc độ mình bình luận nữa. Thật không thể tin nổi. Đó, chúng ta cho một tràng pháo tay cho Toro nào. Rồi luôn, xe tăng cướp bóng. Trời ơi, không thấy bóng đâu, lăn tròn lông lốc. Đó, lăn như một cái gọi là cái quả gì quả bóng. Ok, có khi là tôi sẽ trở thành quả bóng to cho các bạn đá nhầm đi. Rồi luôn, rất là bé luôn, rất là ngộ nghĩnh. Trời ơi, Hexagon rồi. Trận đấu này Toro ghi rất là nhiều mạng em ạ. Anh ta đúng là trượt bàn chân vàng của cái trận đấu ngày hôm nay. Tiếp tục Toro. Trời ơi, rất là đẹp mắt anh em ạ. Toro chắc chắn là ghi bàn rồi. Trời ơi, vãi cả trưởng luôn anh em ạ. Thật sự là mình không thể tin nổi luôn. Đó, đây là trận đấu đầu tiên của mình khi mà gặp phải một cái bạn nó đá cực kỳ hay anh em, đá cực kỳ tốt. Rồi luôn, Toro. Toro cố lên. Toro đâu? Trời ơi, bị dăn bóng rồi. Không sao, không sao, mình sẽ cướp bóng anh em. Cướp bóng nè, ulti này. Đó, xe tăng cướp bóng. Ấy, bẫy bẫy rồi nha, đậu xanh cái thằng Toro. Trời đất ơi, mẹ nó hack hay sao anh em ạ. Tôi đang gọi là én. Đó, tôi đang lái xe mà đậu xanh nó cho tôi mất bóng luôn. Trời đất ơi. Rồi, cố gắng nào, lấy quận băng dính bóng vào chân nào. Trời ơi, Azi dính quận băng dính vào chân. Và cuối cùng là có ghi được bàn không? Chắc chắn là không rồi. Đó, team mình cản phá được không? Trời đất ơi, hat trick rồi anh em ạ. Vãi cả trưởng luôn. Rồi, còn 19 giây nữa thôi, cố lên nào. Đó, còn nhiêm sỉ gì nữa, cố lên cho con nó bự nào. Double goal cho Lubua. Đó, nói chung là trận đấu này thì các cầu thủ của chúng ta đá rất là hay. Có mỗi thằng gà siêu quậy zip đá như cái quần què vậy các bạn. Chậm chạp vãi cả trường ra. Đó, tất cả gọi là các bạn gọi là các bạn tôi gọi là kiến tạo. Đó, Toro đều ăn. Ok, và trận đấu đã kết thúc rồi các bạn. Thật sự là rất là vui các bạn với cái chế độ này. Thì mới ngày hôm qua Việt Nam mà chiến thắng mà anh em. À, Việt Nam đấu với lại Thái Lan, nó căng thẳng quá cho nên là hôm nay mình quay trở lại với chế độ bóng đá nhá. Rồi luôn, cầu thủ Toro đó là người ghi bàn thắng nhiều nhất, 17-0 anh em. Quá tuyệt vời anh em ạ. Thật sự là mình không biết nói gì hơn anh em ạ. Bây giờ mà cho Toro vào đá với lại World Cup thì thôi, khoai phê bàn rồi. Đấy, anh ta là trâu, anh ta còn trẻ, anh ta còn trâu, chơi còn trâu, người ta gọi là anh ta trẻ trâu. Rồi, chúng ta tiếp tục với trận đấu tiếp theo anh em. Rồi, chúng ta tiếp tục đến với trận thi đấu thứ hai anh em ơi. Đó, dường như trận đấu này có một sự thay đổi người không hề nhé. Huấn luyện viên đã cho sa thải hai thí sinh rồi. Do những cái hành vi tiêu cực đó, nào là cướp bóng, nào là ghi hết bàn thắng của người khác, khiến cho người chơi cùng không thể chịu nổi. Ok, rồi đùa chứ tôi anh em ạ. Rồi, trận đấu này gồm có cặp 3 thí sinh tham gia anh em ạ. Đó, thí sinh thứ nhất đó chính là Trung Phong Cám Toro do trưởng sửa bấm chơi. Thí sinh thứ hai Lữ Bố, Lão Bố do Phúc cờ PHM chơi. Và thí sinh thứ ba Đồ Thần Đào Murat do No Name chơi anh em. Đó, trận đấu này thì có thêm mắm thêm muối rồi anh em ạ. Nào là sát thủ, nào là đấu sĩ anh em ạ. Đấy, các bạn ấy đều mang những cái bổ trợ đó chính là cản phá bóng nha anh em. Rồi, trận đấu bắt đầu rồi các bạn. Tiếp tục quay trở lại với sân vận động sát bờ sông. Rồi, tiếp tục đang búp. Đó, Toro đang húp. Anh ấy đang quảng cáo cho nhãn hàng bò húp của Việt Nam. Rồi luôn, đó không ai thủ môn à. Trời đất ơi, đó may sao mà cản phá được em ạ. Rồi, Murat đang dăn bóng. Nhưng mà có nghĩa là cuống gà hay sao ấy, loạn choạng hay sao ấy. Trời đất ơi, ulti này. Lên trời cả ba này. Đó, ai nấy tùm tôi cái quận mang dính, tôi dính bóng vào chân đi. Đó, cứ đi đến đâu là bóng gọi là người bâu đến đấy các bạn. Khó chịu cực kỳ luôn. Sút bóng này, có bàn thắng không? Lao lên, chiêu. Đó, đạp một cái thôi. Đó là có bàn thắng các bạn. Đó, có khi là chân tôi phải dài ra thì đạp bóng cho dễ. Rồi, tiếp tục này, tốc biến. Sút vào. Double goal rồi. Đó, như vậy là trận đấu này mình thử đua đòi chơi Toro mà ai ngờ cũng ghi bàn thắng ra phết đấy các bạn. Thật sự mình chơi cái map này rất là gà rồi luôn, chói đến từ khi đua. Đó, vị tướng này có khi là cho làm thủ môn được. Murat tạt bóng lên, trời đất ơi, chuyền bóng cho người khác sút. Trời ơi, bán đội anh em ạ. Thầy nó bán đội thật rồi. Trời đất ơi. Chuyển nhượng ông anh ngay. Rồi, tạt bóng lên nào. Đó, mình đang lao lên. Trời ơi, nhưng mà không có bóng em ạ. Bóng đã được lui về. Đó, Murat đang chuyển bóng lên. Và đây, đó, sút lên này. Có bàn thắng không? Dăn bóng vào lưới. Đơn giản thôi. Đó, có ngay hat trick cho mình rồi. Ngon, ngọt, bổ rẻ. Mút chùn chùn đi em ơi, thơm quá. Đó, tiếp tục có bóng rồi. Trời ơi, leo. Bóng của mình, qua đà gôn đi em ạ. Quá tuyệt vời. Nói chung là ở cái map này thì ở cái việc mà có bóng anh em cứ vậy mà sút thôi. Trời ơi, Triệu Vân đã có bàn thắng. Đó,
Như vậy là tỷ số vẫn đang dẫn trước hai mạng, hai bàn thắng em ơi. Không phải lo, không phải lo về nước Mỹ, nhưng mà đó đã lên ba mạng ở ba bàn thắng rồi. Trời ơi, team bạn đang gần bám sát tỷ số rồi, mình đang hút bóng. Ồ, và đây là sút của mình, đó, mega goal anh em, tuyệt vời quá. Nói chung là chơi con này là chỉ có sút thôi anh em ạ, cứ gặp bóng là sút. Rồi đang chuyển bóng cho Murat, Murat có một pha gọi là sút vô cùng đẹp mắt. Đấy, không có thủ môn cho nên là sút, đó, cứ nhằm mà sút thôi. Đó, trận đấu này không hiểu sao anh em ạ. Rồi, như vậy là Guido đã về làm thủ môn rồi. Tạt bóng, trời ơi, không kịp rồi. Đó, anh Vân Ca, đó thánh thông của trò rồi, Nico Mobile. Anh ta đã ghi bàn thắng rồi. Rồi tiếp tục lấy băng dính hút bóng vào chân, vãi cả trưởng luôn, thật không thể tin nổi. Rồi làm sao tôi cần tất anh em ạ. Hai, đó một cần hai là có thật anh em ạ. Rồi làm sao, nhưng mà đây là không phải là đánh nhau anh em, đây là tranh giành vì bóng anh em ạ. Đấy, cho nên là ông nào khỏe, ông nào đam khỏe cũng không ăn thua. Rồi có bóng đây rồi, vặt đầu sai anh em ạ, lên thương xuống gối đến từ Triệu Vân. Đó, lại tiếp tục chói anh em ạ. Anh ơi, ta cần phải cái gì kia, thủ môn đậu xanh, thủ môn, thủ môn ngắm gái các ơi, thủ môn đang ngắm gái, đang mải ngắm gái ấy. Murat ơi, về làm thủ môn đi. Trời ơi, ông này mải ngắm gái quá anh em ạ. Rồi, bạn ấy đã vào trận đấu rồi. Ok, tiếp tục thôi. Đó, tranh giành vì bóng em ạ, dẫm đạp lên nhau vì quả bóng. Ok, à, gì cái gì đấy, gió anh em ơi. Gió lớn thì đổ chừa là tượng lo là lọ tương. Rồi tiếp tục tạt bóng này, nào ghi bàn đi, tuyệt vời, double goal rồi. Đó, dẫn trước, vẫn tiếp tục đang dẫn trước, chỉ số đó chính là hai bàn thắng anh em. Đó, không phải lo về cái trận đấu này rồi. Ui, trời ơi, thủ môn cho cái ông ẻo lả như thế kia, ông làm thủ môn thì có mà ông bán đội. Đậu xanh cho ông Murat gọi học môn võ từ GAV có mà ông bán đội. Rồi được, tiếp tục có bàn thắng rồi, không biết là ai ghi, mình ghi anh em ạ. Đó, Hexagon 6 bàn thắng em ạ. Trời ơi, xem người ta chơi Toro ghi bàn thắng nhiều, mình cũng đua đòi mà đậu xanh. Trời ơi, sao lại được có 6 bàn. Trời ơi, cản phá bóng ngay, chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Tồi tệ thật rồi, mega goal rồi anh ơi. Đó, rất là tiếc trận đấu này là mình không được tỏa sáng như cái bạn kia, nhưng mà không sao, bôi cao sẽ khỏi anh em ạ. Đó, tạt bóng. Ôi kìa, bóng kìa, 35 giây nữa thôi. Đó, còn niêm xì gì nữa, thủ môn thủ miếc lên hết đi. Đó, bóng đâu, bơi hết vào chân. Kìa, tạt bóng lên, hay quá, có bàn thắng rồi, có bàn thắng chắc chắn một điều luôn. Nào, cút ra. Trời ơi, đó khó quá anh em ạ, khó lắm. Bạn nào chơi quen, đó anh em nào mà muốn chơi hai cái chế độ này thì anh em có thể vào tập luyện. Rồi vào, lão bố đã ghi được bàn thắng rồi, anh em có thể vào tập luyện nha anh em. Thật sự là đó, chúng ta chơi đấu hạng, đấu hiếc, đó đấu thường nó chán rồi. Anh em có thể vào mấy cái chế độ vui nhộn này anh em chơi để giải trí đấy anh em. Đó, mời anh chị em cô dì gì chú thím vào chơi cho nó vui cửa vui nhà anh em ạ. Thật sự là nó một cái tinh thần giải trí cao. Rồi victory rồi, và bàn chân vàng của trận đấu này đó chính là anh Toro. Đó, bò rống. Ok, thì như vậy là clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video này. Nếu thấy hay đừng quên ủng hộ mình một like, một đăng ký kênh anh em. Đó, và nhớ bấm chuông thông báo nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Còn giờ thì bye bye tất cả anh em. Mình sẽ sớm làm lại video nha. Đó, sớm. Rồi, có máy mới rồi anh em ạ. Là phải năng động thôi.